nào, tiếp tục nào. Ví dụ trong trường hợp này ta làm như thế nào thì bạn mở cái bài số 2 ra, đúng không? Nếu như chúng ta muốn làm cái bài alert này thì ta làm thế nào? Ta mở cái bài số 2 ra này. Cho tụi em ơi, cho tụi em. Đây, các bạn sẽ làm như thế này. Chúng ta mở cái bài số 2 ra nhé, cái bài hôm trước ấy. Thì bây giờ ta sẽ tìm để mà làm cái chỗ này thì đầu tiên cái này chắc chắn là chúng ta phải sửa trong adapter rồi, đúng không? Thì các em mở cái phần adapter như này. Tóm lại bây giờ phải dò nó ở chỗ nào, đúng không? Thì ta nhìn đây ta thấy rằng là nó muốn có cái cảnh báo trong trường hợp chúng ta xóa. Thế thì chúng ta sẽ tìm cái chỗ đấy ở chỗ nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ viết một cái chỗ xóa đâu nhỉ? Ok, bây giờ ta viết thêm một cái nhé. Đây, chỗ này, ok, ta viết thêm một cái hẳn dưới này đi nhé. Ví dụ như là chúng ta viết dialog cho xóa, cho hàm xóa. Đó. Thì ta ghi là private này. Ồ, không nên để đây. Đây, cái chúng ta sẽ mở cái phần adapter ra nhé. Và chúng ta viết cho nó ở đây. Chúng ta viết bên ngoài đi. Chúng ta viết đây. Thế thì ta ghi là private này. Cái void. Đúng không? Các bạn sẽ ghi là show delete. Viết hàm thì viết hàm cũng được nhé. Show delete. Confirm dialog. Ví dụ thế. Đây là tên một cái hàm thôi nhé. Và chúng ta sẽ truyền vào đây một cái in position, position vào cái vị trí cần xóa nhé. Ở đây các bạn sẽ ghi là new alert này. New alert dialog nó chấm builder và chúng ta chuyển con gì, context vào đây. Context. Ở đây ta chưa có context cho nên tí nữa chúng ta phải khai báo context vào đây nhé. Cứ ghi là context đã, rồi ta tí ta ghi sau. Đó chưa nhỉ? Context. Và chúng ta sẽ chấm set title. Các bạn sẽ ghi vào đây là xác nhận xóa. Ok chưa? Sau đó chấm ở đây là cái set message là có muốn xóa không, có chắc chắn muốn xóa không. Ok chưa? Và chúng ta sẽ set post gì, positive, đúng không? Là chúng ta ghi là ok. Đó, ok. Positive là ok này, đúng không? Sau cuối cùng là ta chấm. Ok thì chúng ta sẽ gọi đến cái hàm ở đây. Ví dụ như là chúng ta sẽ ghi là dialog này. Width, đúng không? Dialog và width. Đấy, thế này, đúng không? Dialog và width. Thì ta gọi đến cái là alert delete này. Delete. To do đây, item. Ta chưa có hàm này nhá, nhưng lát nữa ta sẽ định nghĩa. Ok chưa? Và ta chuyển cái position vào đây. Ok chưa? Và cuối cùng ta có set negative button. Negative button tức là cancel đấy, đúng không? Ta không xác định xóa thì ta hủy, cancel. Ok chưa? Và khi hủy thì cái tham số mà chúng ta truyền vào sẽ là null. Ok chưa? Và chúng ta chấm sâu. Và thấy cách này nó sẽ ngắn hơn, đúng không? Cái này là sẽ ngắn hơn. nhưng mà nó sẽ không tường minh bằng cái cách cốt ở bài trước, đúng không? Cái này có ngắn hơn không? Có, ngắn hơn nhiều đấy chứ, đúng không? Rồi, ok, thế bây giờ bạn mới viết cái hàm này, delete todo item, viết cái hàm này vào đây. Private void Ctrl V, ok, và import gì? Position, ok chưa? Và ta có to do bằng cái gì đấy, tên nó là gì nhỉ? To do list, đúng không? To do list. To do, ôi sao không hiển thị đây nhỉ? Trên này mà, cái này này, không gọi cái này. To do list chấm cái get là cái port position, ok chưa? Bởi sao lại cái này lại không hiển thị nhỉ? Make to do list là static. Sao lại phải để là static à? Get position. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại cái hàm khởi tạo một tí này để cho nó có thể hàm khởi tạo thì bây giờ chúng ta sẽ sửa ở trên này. Cũng trong cái đấy thôi, đúng không? Nhưng mà chúng ta sửa lại cái hàm khởi tạo thì ta sẽ khai báo trên này. Đây, cái chỗ này. Đoạn này đi, đúng không? Đấy. Thì cái hàm khởi tạo lúc này chúng ta sẽ khai báo 2 tham số. Đây là chúng ta chỉ có 1 tham số thôi. Bây giờ khai báo thêm tham số nữa. Thì các bạn sẽ ghi vào đây, đúng không? Ghi thêm vào đây. Chúng ta sẽ khai báo là private con gì? Context. Ok chưa? Con context. Đấy. Và thế thôi, đúng không? Thế thì ở đây ta có list to do rồi. Thêm một cái nữa đi. Ta thêm hẳn một cái nữa vào đây. Là private là to do down nhé, to do down. Để ta gọi luôn các hàm xử lý trong này luôn. Và sau này chúng ta truyền thì các bạn sẽ có truyền là context, đúng không? Context, đúng không? To do list và thêm một cái nữa là to do down vào đây, đúng không? To do down. Thế thì ở đây các bạn sẽ là to do list. Ta có zip này chấm context thì nhận giá trị bằng context, zip chấm to do list bằng to do list, đúng không? Và cái cuối cùng là zip chấm to do down thì bằng to do down. Đấy. Còn cái này kệ nó, tí nữa ta sửa sau. Đấy. Thế thì đến đây là chúng ta mới hết cái lỗi đấy, đúng không? Cái context này là lấy từ đấy ra. Ta sẽ cắt cái này đi. Ctrl X. Đây, vết vào đây nhé. Chuyển này context này. Đấy. Viết sau cái hàm mà get item cao này nhé, phía sau cái hàm get item cao này để cho nó không nằm trong cái lớp static này, được chưa nhỉ? Và đến đây thì các bạn làm dễ rồi. Chúng ta sẽ có to do down. To do down. Đó. Chấm delete to do. Đó. Và có to do chấm get ID. Ok chưa? Cuối cùng chúng ta sẽ có to do list chấm remove cái vị trí position. Ok chưa? Và ta có notify item remove nhé. Notify item remove chuyển position vào đây. Và chúng ta sẽ có notify item change. Đây cái này đi. Notify item range change. Chúng ta chuyển position vào đây và chuyển vào đây cái to do list chấm size. Cái chưa? Đấy thì delete nó sẽ như thế đúng không? Rồi, như vậy ta thêm cái hàm confirm vào thôi đúng không? Thêm cái hàm confirm là xong. Và chúng ta phải cái chỗ xóa là chúng ta phải đóng vào đúng không? Cái chỗ xóa thì chúng ta tìm lại cái chỗ xóa đi. Cái btn delete đâu nhỉ? Cái chỗ btn delete này đúng không? Cái chỗ này này thì chúng ta phải đóng cái chỗ này vào, đóng cái này vào đấy nhé, đóng cái chỗ này đấy để nó đúng không? Và chúng ta phải mở hàm xóa ở một cái chỗ khác đúng không? Chỗ này thì đóng lại này, nhưng mà phải mở hàm xóa ở một cái chỗ nào nhỉ? Chỗ đâu cái chỗ mở hàm xóa đây, on by đây, view holder đây đúng không? Mở hàm xóa chỗ này ở trong cái hàm này. Ok, thì ta mở hàm xóa thì ta mở ở đâu thì các bạn chọn dưới cùng này này. Ok chưa? Chọn cái dưới cùng này thì các bạn sẽ mở hàm xóa này, mở hàm xóa các bạn sẽ dùng là holder chấm btn delete. Ok chưa? Và chấm set on click listener. Ok chưa? V đấy. Bây giờ ta gọi đến cái hàm là show confirm delete dialog. Ok chưa? Và cái chỗ này chúng ta sẽ ghi là holder đúng không? Chấm get adapter position. Ok chưa? Đấy. Đấy, nó ở chỗ này này. Thế là chúng ta có thể thực hiện được delete đúng không? Thì cái cách làm này có vẻ là nó ngắn hơn nhưng nó sẽ cảm thấy hơi khó hiểu hơn đúng không? Thì cái gì cũng thế thôi. Bây giờ chúng ta giả sử ta chạy cái này nhé, thì các bạn sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ chuyển về cái này, Ctrl X này, chúng ta sẽ chuyển về đây cái phần số 2 này nhé, và ta chạy thử. Ấy giả. Chỗ này bây giờ lại phải cái phần main activity lại phải sửa lại một tí rồi đúng không? Như vậy là chúng ta còn bị phần main activity thì ta phải sửa lại này đúng không? Thế thì sửa như thế nào? Cái chỗ này đang bị lỗi này, cái to do list này đang bị lỗi. Các bạn cần phải truyền vào đây là zip này. Và gì nữa? To do gì? To do down nhé. Phải chạy lại. Ok chưa? Bây giờ bạn sẽ thêm vào đây này. Thêm vào đây ví dụ như là T1 C1 D1 T11. Ta thêm vào đây S này, ok chưa? Bây giờ ta xóa này. Nó sẽ bảo là bạn có chắc chắn muốn xóa không? Ok chưa? Đúng không? Cancel thì nó không xóa. Đúng không? Còn ok là xóa, đúng chưa? Đúng chưa nhỉ? Thêm cái nữa nhá. T2 C2 D2 T2 nữa. Đây nó thêm này. Muốn xóa này, nó hỏi là có chắc chắn xóa không, đúng không? Nếu ta cancel thì nó không xóa. Nhưng mà ta kích vào gì? Ok thì nó chỉ sẽ xóa, đúng chưa? Ý là như vậy nhá. Nhưng mà thôi, các bạn cứ làm theo cái phần trước ấy thì nó sẽ dễ hiểu hơn nhá. Phần này sẽ khó hiểu hơn. Không nên để gộp tất cả các bài vào, nhớ chưa nhỉ? Nắm được chưa? Hiểu cái bài hôm trước chưa? Đây này, ghép lại đây này, đúng không? Nó sẽ là như thế này thôi, đúng không? Đây, bây giờ chúng ta muốn đấy, nhớ chưa nhỉ? Nó có gì confirm nhé. Mình chưa xử lý cái phần bỏ tích đấy, thì phải check thêm một cái phần check nữa nhé. Chỗ này là chưa sửa, phải xử lý cái phần check. Ok chưa? Rồi, ok, đấy là cái bài mà chúng ta làm về gì delete nhé.